Để em giúp chị sách cho. Em giúp chị sách cho. Đâu xe chị đâu? À, cô okay. Trần gói cái chị. Đây là các anh chị đang vô đồ. À, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Hôm nay hai vợ chồng Lưu Linh đi mua nước để chuẩn bị để đem lên Phật Mai rồi để mình cứu trợ cho đồng bào Việt Nam mình ở trên đó đó. Lưu Linh đi vòng vòng mua nước. Này mới ghé một chỗ, hồi mình ghé chỗ thứ hai mình mua tiếp. Hôm nay là Lưu tập thể thao luôn đó bạn. Thứ bảy này Lưu Linh sẽ đi lên trên Fort Myers. Mình đi. Hôm nay mình phải chuẩn bị sẵn sàng hết không? Lần thứ bảy mình đi sớm là trễ. Mình đem nước lên. Đúng rồi, mình hẹn gặp mấy người bạn ở địa điểm khác. Lưu Linh hai đứa mua được như đây nước này. Là thứ bảy này là vợ chồng Lưu Linh sẽ đi lên Fort Myers. Đi cùng với các anh cứu giúp cộng đồng Việt Nam mình đó. Xong xuôi ha. Xong rồi. Ok. Bữa nay là sáng thứ bảy 8 tây tháng 10. Bây giờ Lưu Linh đổ xăng chuẩn bị đi lên Fort Myers để đi chung với anh chị cộng đồng Việt Nam ở Florida mình để giúp mấy người trên đó. Bây giờ ảnh hưởng bão á. Dạ, ảnh hưởng bão lụt. Giờ là mấy bạn theo mình chơi ha. Chuẩn bị mình đi. Hồi nãy giờ Lưu Linh đi cũng được 1 tiếng rồi. Còn 1 tiếng rưỡi nữa là Lưu Linh sẽ tới chỗ của chùa Phước Hòa. Bữa nay vậy tầng mấy rồi mà còn nước còn quá trời cao, em thấy không? Dạ, nước cao dữ lắm luôn á. À, bên đó đó. Phía bên này Alligator Alley. Mình còn tiếng mấy nữa mình tới chỗ rồi. Tiếng rưỡi nữa. Ở trước mặt mình cũng có người ta đi qua bên đó luôn em, ta chở nước kìa, sẽ chặt cho nước cho nó. Dạ, em nghĩ ta qua bển đó. Để chạy lên trên xe xíu cho mấy bạn xem. Đi tài, xe truck đem nước cũng qua nè. Đó là cũng người đi qua bển giúp Fort Myers. Nè, thấy không? Còn mười mấy phút nữa là Lưu Linh tới rồi. Bây giờ là có nhiều xe điện trên đường đặng là người ta tới chỗ người ta giúp. Cây cối ở đây là cháy hết. Cháy hết luôn. Gió thổi là cháy cây rồi hết. Mình gần tới là cái cảnh nó hơi khác chút xíu rồi mấy bạn. Dạ. Còn mười mấy phút nữa mình tới rồi. 15 phút. Giờ Lưu Linh đã tới chỗ rồi các bạn. Là sẽ ngay cái chùa này. Cái này là dọn dẹp bớt rồi nè. Cây cối ngã quá trời luôn. Giờ mình chuẩn bị mình xuống xe. Cái trời mình đậu ở đây ha. Dạ. Cái này là chỗ đầu tiên là mình ghé ngang chỗ này nè. Là chùa Phước Hòa. Thấy cây cối là ngã. Ở đây là dọn dẹp bớt rồi đó. Mà phải chất đóng khô như vậy nè. Cây cối nó bị khô hết luôn. Trái khô hết luôn á. Cái tổng đài ở đây là cũng mấy người anh đồ cũng anh chị đồ cũng dọn dẹp bớt rồi nè. Bớt rồi đó mấy bạn. Bởi vậy có đường xá mình chạy vô không? Hôm nay bão qua cũng hết một tuần rồi, tuần mấy ngày rồi. Uh-huh. Và cái địa điểm này là cái địa điểm đầu tiên Lưu Linh ghé đây. Là địa điểm thứ nhất. Gặp mấy anh chị chùa Phước Hòa. Bây giờ Lưu Linh vô trong. Đây là các anh chị đã chuẩn bị. Ở
Bây giờ mình vô kiếm anh gì anh? Anh Phú. Anh Phú hả? Anh Phú, dạ. Đây là chỗ đem chị phát quà. Đây là... Đó hả? Cũng có nước nồi rồi cũng... À hả, anh chị cũng mua nước nồi, mì, mấy những cái đồ khô mà... Dạ. Có gà, có này, có kia, hả? Không? Anh... Cây ngã luôn. Còn cái cây gió thổi bụi quá bự giờ ta phải cắt bớt nè. À. Dạ. Yeah. Quá trời bự luôn nguyên cái gốc cây. Ở phía đây thì nó không có ảnh hưởng nặng bằng ngoài biển nước, xíu. Biển là rau rồi trái hư hết rồi. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu clean up mà cái cây này quá trời bự luôn á, bị ngã rồi. Để mình vô trong mình kiếm anh Phú ơi. Anh Phú phận. Mình nói hồi mình lấy nước vô được á anh. Ờ để anh để dạ. Làm chắc nước anh lấy vô. Dạ. Bố em mở cái này em đẩy. Để tụi em lấy vô nước vô nha anh. Tụi em có đem nước. Để em làm đẩy vô. Dạ. Nhiều ít. À 20 cái là mình đi 3 chỗ mà hả? 3 chỗ mỗi chỗ. Dạ, đang mỗi chỗ nha. Giờ anh lưu chất nước xuống. Mình sẽ chia ra tại vì có 3 chỗ để đi lận. Đây là các anh chị đang vô đồ để cho những đồng hương Việt Nam. À, là bịch tàu đầu à, bịch cho mỗi người một phần gạo, nước tương, bánh mì, Band-Aid. Ở nhà nào mà cúp điện là có mấy cái lò ga sẵn sàng. Uh-huh. Lò ga đổ bên đây. Mấy anh chị donate lò ga nè, bếp ga, bánh mì. Có mì của tàu này kia. Thuốc. Bữa nay có điện lại bữa nay mới có điện lại bị cất mấy ngày à, tại vì ở đây nó trong len hơn đó, nó ảnh luôn anh cũng đâu có bị ảnh hưởng nhiều quá bởi vậy nay có điện lại bớt rồi à. Đó bây giờ mình chờ cho bà con lại bán lên tội ta cũng như lấy quà của ta với lại phòng người ta đem đầu tới nữa nhiều anh chị đem nè nó đây giúp là nhiều, phần giúp nhiều đỡ nhiều mấy anh chị vô phần hả cô là cô ở trong cái chùa này phải không cô dạ mua phần dạ đây là Kiều Thiện dạ Kiều Thiện ở trong dạ Hòa Phật Mai ơi dạ nơi gọi là trung tâm của Mão đó dạ chùa cũng nhờ Phật độ cũng may mắn là chùa dạ hại về cây cối nhỏ đổ đó giờ mình có tâm sức để mình dọn về cây cối các tượng vừa cũng có cái tượng Phật nhưng mà tượng Phật gió ngã như đó tượng Phật bị gió ngã thôi hư hại cái tượng thì dạ còn nhà cửa thì tương đối không bị gì nhiều thôi vậy thôi dạ. Nhưng mà nhìn nhận thức bên ngoài thì như vậy đó nhưng mà hiện tại bên trong là mưa xuống bây giờ cái khẽ hở nước
Dạ. Rồi chùa mình bị cúp điện bao lâu cô bữa nay? Cúp điện đúng một tuần. Đúng một tuần. Thứ tư đến thứ tư lại nó có điện. Dạ. Cái đó cũng mới. Dạ, hên nhẹ. Dạ. Dạ. Chỗ nào bị nặng ít nhất cũng 3 4 tuần. Dạ. Ở đây nước thì mình xài nước giếng, cái đó mình có điện là có nước. Dạ. Thôi cũng đỡ. Dạ rồi, muốn là cảm ơn mấy anh chị của các thành phố lân cận như Mai Hiền, Web Farm, Thông Tiến, Thăm Bà, rồi cũng thư tưởng về chùa cũng như các vị ở Phật Mai ở. Dạ. Về giúp đỡ tinh thần và vật chất. Thì rất là cảm ơn quý vị. Cũng kính chúc quý vị được sức khỏe. Lại Phật còn nguyện giáo hội Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn cô. À, rồi cô nói hên đây chỉ ảnh hưởng cây ngã thôi chứ cái chùa thì ok. Đúng rồi, chút nữa mình chạy xuống chỗ Cape Coral. Dạ, chút nữa. À, như anh nghe chỗ đó như nó bị nặng hơn. Xíu. Dạ. Nặng hơn. Bên đó thì chưa có điện. Chưa có điện hả? Dạ, bên đó chưa có điện. Thì để mình ở đây chút xíu là cái mình mới đi lại điểm thứ hai. Dạ. Có anh chị mướn du ho để chở đồ xuống nữa cho đồng hương Việt Nam mình. Cảm ơn lời chia sẻ của anh Lê. Bây giờ có câu hỏi ngắn thôi. Thứ nhất là lý do tại sao và cộng đồng chọn lấy chùa Phước Hòa để là địa điểm lý lạc và có nhiều đồng hương. Đây anh chị đem những đồ món ăn đồ khô để đem tới. Mình chị có gạo mì những món đồ khô. Thì ngày hôm nay đó là cộng đồng Việt Nam tiểu bang Thôi Qua cộng với 5 cộng đồng địa phương và toàn cộng đồng Liên Hoa Kỳ là sẽ đến đây. Đây là cái cộng đồng đi để chúng ta gặp gỡ đồng hương của Phật Mai, là đây là chùa Phước Hòa để mà chúng ta tặng quà và giúp đỡ quý đồng hương tiền đơn để mà xin cứu trợ của phía Nga đó. Thì sau đó ở đây là một, chúng ta sẽ ở đây tới 1:30 và chúng ta sẽ đi qua bên Cape Coral và ở đó từ 2 giờ đến 4 giờ, và từ Cape Coral chúng ta sẽ đi qua Port Charles thì từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi. Tôi có một chút nữa thì hiện tại ở đây thì bà con cũng chưa có đến đông lắm, thì có người nào đồng hương nào đến thì chúng ta cứ phát quà cho đồng hương đó, rồi sau đó thì đồng hương nào có câu hỏi gì, có cần giúp đỡ gì điền đơn thì chúng ta sẽ giúp đỡ. Quý vị đồng hương thì xin quý vị nếu mà quý vị cần thắc mắc gì về điền đơn đó thì xin đến cái bàn ở đây. Anh Thức ở đây sẽ có sẽ chỉ dẫn cho quý vị. Và bên đây thì bác sĩ Thanh Mỹ sẽ đảm trách cái vấn đề phát quà cho quý vị. Nếu mà quý vị có câu hỏi gì thì đến hỏi với chúng tôi nha. Xin cảm ơn quý vị. Và đồng hồ cũng rất là cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã bỏ thì giờ quý vị của cộng đồng trong bên đây Jacksonville, Pensacola, trung tâm Florida và Nam Florida, bác sĩ hội nữa, rồi tất cả các đại diện các hội đoàn ở Orlando, rồi ở các nơi đã đến đây, giờ đến đây để mà giờ anh Lưu giúp chị đem đồ ra ngoài. Dạ ba chị. Thank you.
bên này á chị. Chị, cái này có trứng mình để trên không chị? Để sợ nó bự không có chi chị. Rồi. Take care chị. Dạ. Dạ. Ok chị. Bây giờ là Lưu Linh sẽ chuẩn bị đi tới cái second location, cái địa điểm thứ hai nha, ở Cape Coral. Dạ, đặng mình drop up thêm đồ ở đó. Dạ. Cho mấy người bạn đồ có cần á, tới đó lặng nhận quà. Hai đứa, đứa 12 tuổi với lại đứa 6 tuổi. Nói mấy bạn thấy mấy bạn giờ mình đang chạy qua bên Cape Coral á. Mấy bạn thấy mấy cái nhà mà gần nước á, là kêu bằng mấy cái dock của chúng ta là bị hư hết luôn á mấy bạn. Ở bên đây là nặng hơn ở phía bên kia nhiều lắm. Vậy mình tới Cape Coral qua bên tới địa điểm mà mình quay thêm cho mấy bạn xem. Ốc nhà đâu ở bên đây bị nặng hơn phía bên này nè. Cây cối. Mấy bạn thấy không? Hàng rào nó thổi banh sát hàng rào luôn, hàng rào là không có xi nhê gì hết á. Đó. Cây ở đây là ngã nhiều lắm á anh. Ở trên phía trên đây nè, bên tay mặt còn cũng khiếp nữa. Nè. Thấy không? Mấy cái này. Nè. Cây cối nè. Nhà này là nóc nhà bị dột luôn. Đó. Rồi các bạn, mình đã tới địa điểm thứ hai là ngay cái nhà của anh Trương. Ảnh host cái chỗ mà để cho mình đem đồ tới tặng cho bạn bè bà con cô bác rồi mà có cần á, tới đây tặng nhận quà mấy bạn. Rồi sẵn đây á, mình đi vòng vòng á, mình quay cho mấy bạn xem cái ảnh hưởng mà mấy cái nhà mà bị ảnh hưởng bão á, cho mấy bạn xem là cái bão này nó ra sao ha. Đi, giờ mình đi vô nhà ảnh nè, mình quay cho bạn xem. Nhà ảnh thấy không có bị hư hao gì nhiều hết. Không, hên, hên. Mấy cái ngói không à. Nhưng mà hàng xóm nè, thấy không? Thấy sau lưng của mình á, cây nó ngã, cây thấy không? Ngã. Đó, để giờ mình đi lại mình quay cho mấy bạn xem ha. Đi. Nhà các bạn, đây là nhà hàng xóm của anh Trương. Mà cái gốc cây, trời ơi, hên quá anh, nó cũng không có vô nhà ha. Em thấy cái nhà kế bên mà nó hư hao vậy á, mà cái nhà của anh Trương thì nó cũng còn hên, còn nguyên. Mà chỉ có mấy cái miếng tôn đó, miếng tôn. Mấy miếng gạch bay thôi à. Rồi em coi dưới kia mấy cái cây dừa đó là ngọn hả, là banh sát cái này. Nè coi cây dừa nhà ảnh nè các bạn, nó tuốt hết tuốt hết lá luôn. Không còn miếng lá luôn á. Không còn miếng lá. Hồi nãy đường vô có thấy không? Có thấy mấy cái súng mùa hôm đó nó sắp. Dạ thấy luôn á. Vô đây phải nói anh Sứ là sao có cái hồ đó để mình xuống sao. Hello anh. Dạ giờ mình cô rồi. Đi mượn thôi cho nó. Đây là cái hồ. Ở đây là một chút nữa là anh sẽ dựng lều ở đây. Lều lên á, đặng mình chắc đồ xuống đây đặng cho bà con cô bác lại nhận quà em. Ôi cái patio của ảnh bị hư hết luôn á. Nè các bạn, gió thổi cái patio của nhà ảnh. Ảnh nè, anh Trương nè, ảnh sẽ host cái chỗ này mình để đồ được xuống cho anh em ơi. Đây con giúp không anh, giúp à. Cần bàn mấy bạn ta. Ở đây là có bóng mát, đã đứng đây rồi. Anh lo mình bỏ anh Dương, bỏ đâu anh?
Dạ dạ. À, cái lưới xé tanh cái lưới luôn. Anh có cái đót mà sao có thể câu cá. Wow. Ở bên phía bên này là Cape Coral. Dạ, mình tới Cape Coral. Đây thì gần nước hơn cái chỗ hồi nãy mình đi, cái chùa Phước Hòa. Mà nước cũng cao nè, anh thấy không? Ở đây có điện chưa anh? Mới có hả? Ở nhà mình chưa có. Mà bên anh Liêm, bên Tấn xe Tấn ra đây gì bên? Mở ra sản xuất thiết bị rồi đó. Có gì gạo gì. Okay, one last one. There you go. Sau cái 13 số biết. Anh em đang lò ga nè em. Lò ga. Tại vì ở đây có nhiều nhà còn chưa. Ở đây thì bị nặng hơn, Cape Coral bị nặng hơn. Nặng hơn cái chỗ mình đi nãy. Bởi vì đồ ở đây ta cần nhiều hơn. Nhà mình giờ chưa có điện, chưa có nước thôi. Nha. Hello cảnh tới đây. Cái gì cũng có hết á. Đã nó đi quá trời đông luôn rồi. Các bạn thấy không? Đông, vui. Nhà này mà đông. Cũng hơi mệt nữa. Tại còn là đồ nặng không à. Bây giờ mình chờ mấy người mà bị ảnh hưởng á. Lại tới nhận quà. Nhưng mà hơi vui nha. Này đông. Bữa nay không có đem nước đau bụng theo, đau bụng quá. Cái bữa đó là gió lắm luôn rồi đó. Đêm tôi còn ngồi tôi coi mở cửa ra tôi coi bão gió mà. Tới cái đoạn mà lúc mà lên trên cấp 5 rồi đó. Nó rít lên á, cái đồ nó bay từng cành cái đồ xuống. Nãy mình chạy tới đây cây có rồi bị cháy hết rồi. Nước biển vậy gió nó cháy hết. Cháy gió nó thổi cháy cây hết rồi. Cây mình nó cháy hết rồi. Dạ. Giờ các anh chị bắt đầu phát quà. Hàng dễ hơn chút. Cái hàng á. Mình đi xếp hàng lên quý vị ơi. Dạ cho nó more organized. Dạ. Dạ.
mình đi. Rồi. Cái xe hàng đi sau lưng mình nè. Và cho nó thứ tự một xíu. Dạ dạ đang quay hết rồi. Đang quay. Mình đứng mình sắp hàng đây cái đi cho nó dễ. Dạ dạ dạ. Chị dễ đưa quà nha. Dạ. Ai cần gì mình biết chứ. Dạ. Em giúp chị sách cho. À, okay. Cái chân gớ cái chị. Dạ. Ok đi, để em giúp chị ra xe. Không cần đâu em đây đi quay đi em. Thì mới lợi đó. Đẩy thổi gió cho mấy đứa đứa bé không đẩy nè. Nước chưa à, tại không có điện á, lấy cái này thổi cho nó mát à. Đứng nào chủ nhà đẩy cái lò barbecue nước thịt thì phát bia gì. Trước tiên thì cộng đồng người của chúng tôi cũng cảm ơn anh Trương và anh Vân hay là chú Vân đã cho chúng tôi mượn cái địa điểm này để mà phát quà và giúp quý vị điền đơn ngày hôm nay. Cũng cảm ơn anh Trương và chú Vân rất là nhiều. Và còn một cái điều nữa là nếu mà quý vị mà bị hư hại cần phải được sửa chữa thì quý vị có thể claim FEMA. Và ngoài ra thì cộng đồng của chúng tôi là cộng đồng tiểu bang Florida và cộng 5 cộng đồng và cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng có một cái quỹ nhỏ để mà có thể giúp đỡ quý vị. Thì chúng tôi sẽ đăng cái form, cái application form lên báo trẻ và sẽ đưa đến chùa Phước Hòa
hoặc là chùa Tịnh An hoặc là nhà thờ, thì quý vị liên lạc với các chùa và các nhà thờ, và quý vị có thể đón coi báo trẻ để mà quý vị in cái đơn đó ra, quý vị điền đơn và gửi lại cho chúng tôi. Thì tùy theo cái trường hợp mà chúng tôi sẽ cứu xét để mà có thể giúp đỡ được quý vị như thế nào. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Rồi mấy bạn à, Lưu Linh tới địa điểm thứ hai cũng giúp cho mấy người bạn quà để người ta có nhà đang sử dụng phải không? Bếp ga, lò kêu bằng gì ga, rồi nước, mắm, đồ ăn, đường, gạo. Đó, cái hội của Lưu Linh này đi bữa nay với lại cộng đồng Việt Nam mà. Dạ mấy anh chị cộng đồng Việt Nam. Với lại các bạn nào mà cần điền đơn phi mà đó, các bạn có thể ghé chùa Phước Hòa, cái địa điểm thứ nhất mà hồi nãy Lưu Linh ghé đó. Các bạn tới đó là sẽ có cái đơn, anh chị sẽ giúp các bạn điền cái đơn cho phi mà để sửa những cái nhà cửa mình bị hư hao đó. Là các bạn có sẽ ghé chỗ đó. Và bây giờ Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha. Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumbs up, cái subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Ở đây thì anh chị bị nặng hơn. Đó, bây giờ anh chị xếp hàng. Đông hơn ở đằng chùa. Rồi, mình tạm ngừng cái video đây đi. Mình cũng không có đi lại cái địa điểm thứ ba đâu mấy bạn. Tại vì mình phải chạy ngược lên North á. Thì nó hơi xa chút xíu nữa. Tại... Lưu Linh chỉ có đi được hai cái địa điểm này thôi. Địa điểm thứ ba là anh chị cũng sẽ đi tiếp, anh chị còn có đồ để đem mang tới. Đúng rồi. Nhưng mà mấy bạn nào mà có ở địa điểm thứ ba mà không có gặp Lưu Linh đó, Lưu Linh xin lỗi nha. Tại Lưu Linh bận công chuyện không có đi lên tới đó được mấy bạn à. Lại mình cũng bye mấy bạn luôn ha. Hẹn mấy bạn lại video sau đi. Bye. Bye. Dạ. Dạ không. Bây giờ người ta đổ nhiều cá. Hồi lúc trước thì có. Đó, đó, đó. Đó.